Đây là cái khối DC-DC converter. Tức là khối này đầu vào 380, đầu ra 30V thì nó gọi là buck converter. Mạch buck converter đây. Đây. Đây những cái linh kiện này này, còn chữ nhật này. Đây. Kinh khủng khiếp này. Đấy cái mạch con tủ vàng này là mạch mạch xả đây. Snappy circuits. Đấy, 380 đưa xuống đây đây. Con IC gia động cho mạch DC-DC. Mạch buck converter này, khối bảo vệ quang đưa về cái khối module IC này đây. Mấy con tủ đầu ra này cũng rất là chất lượng luôn. 50V 1800 microfarad. Bây giờ sử dụng bao nhiêu năm rồi bây giờ mình đo vẫn như thế luôn. Không hề thay đổi chỉ số, đúng là cái hàng chất lượng. Nhìn chất lừ ra từ cái tản nhiệt nhôm nó cũng chất rồi. Cái bo mạch này nó dày này, mở chục lần kể cả mà lúc chi chục lần nó cũng chả hỏng mạch, đừng có đùa. Nó sướng, nó đã. Nguyên sinh